Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bên Tay Củ Chi. Hôm nay lên cặp lo karaoke Adidas nha, TSE T4. Anh em nào xem thấy thích hay cần thì liên hệ mình để đặt hàng. Cặp này là đời đầu nha anh em, đời 2013, từ khủng, bát 20 từ lớn. Tí xíu gỡ ra cho anh em xem kỹ. Tình trạng em nó hết tốt, full login hết, hùng tương đối. Hùng ở đây tương đối là không nở không bể nha các bạn, chạy tựa tí xíu nhưng mà tạm chấp nhận được. Ví dụ góc cạnh là đây, góc cạnh là không có chạy chạy tí xíu, có lấy nét quá, đây lấy nét nè. Ví dụ góc cạnh là hơi chạy tựa tí xíu, hàng cũ đã qua sử dụng nha. Thì ở đây mình lật ngược cái căng lại nha các bạn. Mình lấy cái này làm cái mặt tiền. Lấy cái đáy làm cái mặt tiền, tại vì cái mặt tiền ở trên đây thì nó dính sơn dính này kia, nó dơ lắm, nó xấu chứ không phải là nó nở bể nha. Tại để lâu năm mà để trần như thế này nè, nó dính nước sơn, dính con này con kia, nó đáy nó làm lên ốm thì nó dơ dơ. Thì mình lật lên mình lấy đẩu mặt tiền lại. Thì anh em nào muốn quay ngược lại thì mình xả bốn con ốc đó, lấy cái căn ra là chúng ta vừa lật lại ha, để cái hồng hư ở dưới là đúng. Còn bây giờ mình đảo lên nha, hồng hư quay trên, chữ ai đi ăn nằm vậy đó. Thì mình làm như thế là cho nó mặt tiền nó sáng lên. Đây, lấy cái nền này là mặt tiền đó. Còn cái mặt dưới thì nó cũng liền lạc nhưng mà nó xấu hơn. Còn ở đằng sau thì mình đảo như thế là cái chữ ở đây là nó ngược lại nghe các bạn đó. Thì mình nói chung mình trang cây nhà lá vườn đẹp thì mình quay ra, còn xấu quay vô. Còn cái này là cái đằng sau, cái hậu thì chúng ta quay vô, thì cái chữ ngược thì kệ nó. Thì anh em muốn nghiêm chỉnh lại thì ví dụ mình có mua đó, mình về mình muốn để chiều nào thì mình chỉnh đi căng lại nha anh em. Đây đang nghe nhạc liêu ghiêu nha, con này bao tiếng hay, bát mềm và nói chung là hát full, nghe nhạc karaoke đều hay, hàng gin đó. Mình quay sơ giờ sẽ gửi ra cho anh em xem kỹ bên trong luôn nha. Đây lưu ý đó, chữ đảo ngược là nghe, lấy ai căng quay ngược đó, hùng bọng còn tương đối hết nha anh em. Lo này đảm bảo là hàng cũng hàng khó kiếm, tại mình về một lượt là ba cặp đó, nói chung là nó cũng đầu gà đứt vịt. Sàng lọc qua nhưng mà đồ chính hãng của em nó không có lai tạp món gì hết nha. Đó, lo e căng sắt chuột không vô được nha anh em. Rồi mình báo giá luôn cặp này thanh lý 1.000.000 đồng. Đó, bây giờ tiến hành gỡ ra cho anh em xem. 1.000.000 đồng một cặp lo Adidas chính hãng. Rồi quay cái model nữa cho anh em xem. Đây TSE T4 nè, này đảo ngược lại nha. TSE T4 1.000.000 đồng cặp lo hàng gin hát tốt. Anh em nào thấy hết thấy cần liên hệ em nha, ship hàng toàn quốc. Đây chào anh em nha. Đó, lo chúng ta háo ra gầu thì quay nội hát luôn cho anh em xem kỹ. Lo này đời 2013. Lưu ý hàng mà TSE T4 qua răng là nó có hai loại nha các bạn. Một loại là đời từ bự, một loại từ nhỏ. Đó, nhưng mà cái nào hát cũng hay, nhưng mà mình từ bự thì mình đa số khoái hàng bự hơn. Đây nè. Hàng zin nha. Đó, mình trải nghiệm qua rất là nhiều cặp rồi, mình thấy là đời tùy theo đời hình như đời đầu là nó làm từ bự, đời sau thì từ nhỏ. Từ này là từ 120 nha các bạn, bát 2 tấc, bát 20 từ 120 mm. Đó, bát 20 cm nhưng mà từ 120 cm nha. Đó, từ đo từ đây qua đây là 120. Đây lấy thước đo luôn cho anh em xem. Đây đo từ cái cạnh 500 nè,
đó, qua tới cạnh này nè, đúng 120 luôn nha. Đó, như nè. Đây. Qua đây nè. Đó, 120 từ bự. Lo zin hết nha anh em, bát zin. Lo này quấn là bao ấm luôn. Bát zin. Đó. Rồi, coi cái bát bên đây. Nè, con đồ zin hết nha. Keo bọng đồ là keo zin theo hãng hết. Chưa qua sửa chữa nè. Đó. Thì cặp này anh em nào xem thấy thích, thấy cần thì liên hệ em chốt đơn. Đó, lo là bao đời là đời đầu luôn. Đời đầu từ lớn. À, mít nè. Chép nha, chép zin hết. Còn hát luôn. Chưa quấn chưa like hết đây các bạn. Đó, tại mẫu này mình về nhiều cặp lắm. Đó, nên mình sàng lọc ra đồ zin lo hát tốt, mình nói chung mình sàng lọc mình đấu qua đồ chính hãng không nha. Về không ít chứ ba cặp. À, không ít không nhiều. À, nói chung hàng cũ mua được có gì mua đó. Về được ba cặp TSE lận nha. T4 á. Đó, lo là đảm bảo hàng công ty Adirang mà còn zin, hàng zin hết tốt chuẩn bài. Đó. Rồi quay bên trong cho anh em xem. Đây bên trong em nó ha, có hai con điện trở bự và hai cái tụ chép và tụ mít. Tiếp tục bên đây. Đó. Thùng bên trong còn sạch sẽ nha anh em, không nở không bể luôn. Còn ở ngoại hình thì tàn phai hơn năm tháng nhưng mà còn đẹp. Rồi bây giờ tiến hành gáp dầu. Thì cặp loa này có gì thì mình đã quay cho anh em xem rồi. Anh em nào xem thấy hết thấy ưng ý thì liên hệ em nha. 1.000.000 đồng một cặp à. Lo công ty đời đầu luôn, từ lớn luôn, lưới nó đâu, lưới đây nè, lưới này nha. Đó, lựa đồ đẹp đẹp á. Còn hai cặp kia là mình sẽ sàng lọc, mình gáp xong. Có hai cặp kia cũng nói chung cũng đầu gà đích dịch, đồ cái hát cái không. Còn cặp này thì nguyên zin hát hết nha. Rồi thân mến chào anh em. Trong ta chỉ muốn gọi tên người có hay bên ba nơi không chờ phiêu và gió xưa tầm tâm tan nỗi sầu đi như dáng xe quên đời. Còn nhớ mãi hình bóng ngày tháng nguyên khắc sâu bên chung dù lòng người thích khăn trên đời ta vẫn nhớ mãi hồi ức mơ về anh vì trong ta chỉ muốn gọi tên người có hay buôn ba nơi phong trần phiêu và gió xưa.